Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Bùi Thị Thủy 41 tuổi, trú tại 1A đường 20, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Thủy khai nhận đang ở nhà của Hoàng Lê Mỹ Thủy 37 tuổi, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng, thì có người tên Nguyễn Thị Tuệ không rõ địa chỉ, là khách hàng chuyên đặt hàng ôm lê ne, gọi điện nhờ đến văn phòng nhà xe Châu Chinh 29 Hoàng Văn Thái để lấy đồ. Thủy nhờ Thủy chở đi và khi Thủy đang bê các hộp nồi cơm điện bỏ vào cốp xe thì bị lực lượng biên phòng kiểm tra. Kết quả, bên trong nồi cơm điện có các gói nhỏ bọc bằng giấy bóng xanh, giấy bạc, chứa các tinh thể màu trắng và hơn 3.000 viên nén màu. Tang vật thu giữ gồm 4,5 kg tinh thể màu trắng nghi là ketamine, 2.862 viên nén có ký hiệu hai chữ bờ ngược nhau, 165 viên nén hiệu quy, một xe ô tô băng kiểm soát 43-18021, một điện thoại di động. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.